Vâng, xin chào bác, đây bên kia kia xe đạp. Và hôm nay em mới về một em siêu phẩm mới về bên em, dòng Java thương hiệu Ý, dòng model Fedosi. Đây là cái mẫu model đột phá nhất của thời hiện tại của dòng Java đua thương hiệu Ý, thiết kế theo cái bộ khung khí động học và xe chạy được nguyên bộ group của Shimano 1.5 full carbon, khung carbon, càng carbon và cột cóc cột yên carbon. Và đây là mẫu xe đột phá của dòng Java thương hiệu Ý, dòng đời mới thời điểm hiện tại bên em mới về. Và xe rất là nhẹ bác nhá. Tổng thể xe trọng lượng xe chỉ có hơn 7 cân một chút thôi bác nhá. Rất là nhẹ. Và bây giờ xin mời nhá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, cô bác nào muốn tìm hiểu về dòng xe đạp Java model của Dezoshi, một thương hiệu đến từ Ý và cái model xe rất là cao cấp của thương hiệu Ý, và các bác chỉ cần gõ trên mạng xe đạp Java Shiroro C thì nó ra các website chính hãng của dòng Java thương hiệu Ý. Thì qua được tìm hiểu thì cái model của dòng Java đây thì em ấn cho bác xem cái thương hiệu của nó. Thì qua tìm hiểu là website của Facebook của một cái trang xe đạp chính hãng của dòng Java Việt Nam thì xe có giá rất là cao quá nhá. Cái dòng xe giá của nó là 29.900.000 đây, một cái dòng xe đạp của Java, dòng Road Bike. Đây là những cái đột phá của dòng xe đua đường trường, khung carbon nano và cân nặng của nó chỉ có 7 cân tư không nhá. Có tông màu xám đỏ, đỏ đen và ghi vàng. Đây, đây là cái mẫu xe bên nhà em, cái tông màu của nó là tông màu Java đây. Đấy, đây là mẫu màu vàng, còn của em màu đỏ bác vừa xem xong. Đây cũng là website chính hãng của Java của thị trường Việt Nam, nó bán rất là cao, nó giá rất là cao. Đây là em qua tìm hiểu của một dòng Java. Đấy, đây là một cái thương hiệu đến từ Ý mà cái mẫu model rất là cao cấp. Mà bây giờ em xin mời các bạn đến xem. Vâng, thì em vừa giới thiệu qua cho bác thấy là cái dòng Java Fidosi là cái model cao cấp và mới nhất thời điểm hiện tại của dòng Java. Đây là cái mẫu model bứt phá của dòng xe đạp đua đường trường, full carbon nano, rất là nhẹ nhá. Tổng thể xe chỉ hơn 7 cân một chút thôi, một em siêu phẩm mới về bên em. Đây cũng là model cao cấp nhất, xe đánh giá rất đẹp. Tổng thể xe đánh giá trên 95%, xe chỉ mới đi lướt qua thôi. Cộng yên carbon, khung carbon và cái tông màu rất là khỏe xe, cái tông màu đỏ và đen trắng. Đây là cái tông màu sport thông thường trong những dòng xe đạp thể thao. Và trên tất toàn bộ xe, phần carbon là đều hiện lên cái vân 3D của dòng carbon. Đây, những cái đường vân 3D da rắn của carbon này, trên toàn bộ khung xe rất là dễ nhìn luôn. Model Fidosi em giới thiệu với bác vừa qua rất là mới nhá. Lốp sơn rất là đẹp, trên 95% xe chỉ mới đi lướt qua thôi. Đây là cái mẫu xe đồng đốt cao cấp nhất tại thời điểm hiện tại bên em mới về. Ngay cái giá bình nước của nó, dòng nó rất là chắc chắn, rất là cao cấp. Và xe toàn bộ khung được thiết kế theo cái mô hình khí động học lực. Đây có cái đường vòm bên dưới bánh gồng vòng xe đây, cho xe rất là giúp cho người đạp xe rất là lực đạp khỏe hơn, lực ma sát chắn gió tốt hơn. Bon xe trang bị với bộ rêm sườn cao cấp carbon nano, dòng những dòng xe đạp Java carbon cao cấp em đã giới thiệu qua, cái dòng Advan carbon nano siêu nhẹ chỉ với hơn 7 cân một chút thôi. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Java thì thường là dòng của DK cũng bản theo xe, chính hãng bản theo xe luôn. Và xe được sử dụng với bộ group rất là cao cấp của Shimano 1.5 nguyên bản theo xe. Bên tay lắc trang bị với 11 tầng lip, chính hãng bản theo xe. Bên tay phải em sử dụng với 2 tầng đĩa, cũng sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của 1.5, rất là mới luôn nhá. Xe mới của nó bên thị trường tại thị trường Việt Nam rất là cao, nó xuất gần 30 triệu, 29 triệu 900.
gọi như là 30 triệu rồi. Sử dụng cụm phanh 3 mảnh của Techo 325 cao cấp, nguyên bản theo xe. Càng xe cũng là carbon đó nhá, càng mỏng dẹp, thiết kế theo cái lực vát chém hình lưỡi kiếm, giúp cho xe rất là khỏe khoắn. Của Java, nguyên bản theo xe. May đặc đản của DK, chính hãng của Java luôn các nhá. Chân Camilox. Và xe được sử dụng với vành nhôm hai lớp, nguyên bản theo xe. Lốp Continental, lốp rất là lốp hiệu rồi. Dòng lốp hiệu chính hãng, rất là cao cấp, rất là mới. Xe được sử dụng với cặp lốp chọc của Continental. Các bác có tìm hiểu thêm trên mạng về những dòng xe lốp cao cấp. Kích thước lốp là, vâng, kích thước lốp là 700 x 23 cm, vẫn là kích thước lốp cơ bản của những dòng xe cuộc đua. Đây một em siêu phẩm mới về bên em, đánh giá trên 95% xe, rất là mới, một dòng xe đi lướt qua thôi. Và các model của dòng Java này là model cao cấp nhất của dòng Fidosi. Cộng yên cao cấp carbon, chính hãng nguyên bản theo xe, yên còn rất là mới, yên nguyên bản theo xe. Và đùi đĩa sử dụng với đùi đĩa nguyên bản theo xe, đùi đĩa của DK, đùi đĩa nhôm 2 tầng. Gạt đĩa Shimano 105, nguyên bản theo xe. Đây, cái bê đan cũng là bê đan chính hãng của dòng Java của DK đây, rất là mới luôn đó nhá, xe dùng đi lướt, mới đi lướt qua thôi. Mayer bạc đạn. Đằng sau sử dụng với củ đề của Shimano 105, rất là cao cấp, được trang bị với 11 tầng lip chính hãng. 11 tầng lip nữa nhá, chính hãng nguyên bản theo xe. Lip xích còn rất là mới, gần như là mới nguyên xe. Xe chỉ dòng đi lướt sử dụng thôi. Sử dụng với cặp Mayer bạc đạn, hơi cối lổ, chính hãng của DK luôn đó nhá. Và xe sử dụng lốp đằng sau cũng là lốp của Continental. Lốp của Continental, lốp nguyên cặp của Continental luôn. Bộ khung thiết kế theo khung dẹp chém và thiết kế theo đường đẩy về phía trước theo thiết kế mô hình khí động học. Và bây giờ xin đo thông số size đứng chiều cao của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 50. Khi các bác cao từ 1m63 đến trên 1m7 không nhá? Từ 1m63 đến trên 1m75 đi vào chiếc xe. Đây là một em siêu phẩm dòng Java Fidosi cao cấp nhất thời điểm hiện tại với em mới về, rất là mới, đánh giá tổng thể xe mới trên 95%, trang bị với nguồn mờ đúc 1.5 lên lip đây, 11 tầng lip chính hãng, lip xích còn gần như là mới nguyên nữa nhá. Rồi xuống lip rất là trơn tru và mượt mà đây. Bên này sử dụng với đùi đĩa trục rỗng của DK, gạt đĩa 1.5, xuống đĩa, lên đĩa. Rất là chân chua mượt mà. Có hoạt động của xe không hề mất chi tiết vào cả. Đây là một em siêu phẩm mới về bên em, dòng Java model Fidosi, rất là cao cấp. Và tổng thể trọng lượng của xe chỉ hơn 7 cân thôi bác nhá, hơn 7 cân thôi. Dòng Java cao cấp nhất tại hiện tại bên em mới về với group 1.5. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Java cao cấp tại hiện tại dòng Fidosi bên em mà mới về, với bộ khung carbon, càng carbon và ghi đông carbon, nguyên một group chính hãng của Shimano 1.5, và xe rất là mới trên 95%, và xe giá rất tốt bên em là 16.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại các bác trước ngày mai.